Thành phố Hưng Yên là một trong những địa phương chịu thiệt hại nhiều sau bão lũ. Ngay sau khi bão tan, nước rút, người dân trên địa bàn thành phố nỗ lực khắc phục ngay mọi khó khăn, thiệt hại để ổn định lại cuộc sống. Những ngày qua, người dân của 17 xã phường trên địa bàn thành phố cùng chung tay tham gia thu dọn cây xanh bị gãy đổ, khơi thông cống rãnh, kênh mương, thu gom rác thải, dọn vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, khu vực cơ quan, doanh nghiệp, địa điểm công cộng, đường làng ngõ xóm. Thành phố chủ động huy động lực lượng về người và phương tiện cùng phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục sự cố điện nước. Đến nay, hầu hết các địa phương đã ổn định, đặc biệt là các địa phương vùng bãi, vùng trũng như xã Quảng Châu, Hoàng Hanh, Phú Cường và Hùng Cường đã chủ động xuống đồng dọn dẹp tàn dư, thân lá, quả non, rau màu, những cây bị gãy đổ, chuẩn bị giống vật tư phân bón để tái sản xuất. Gia đình tôi đã nhờ anh em bạn bè kịp thời ngay để thu dọn toàn bộ chặt cây lá thu gọn vào giữa khe chuối để dành cái diện tích giữa hai khe chuối để trồng ngay ngô và đỗ để cho kịp thời vụ, không để đất trống. Chúng tôi đã phát động chỉ đạo toàn bộ cán bộ và nhân dân từng gia đình một trực tiếp dọn các tuyến đường giao thông rồi các khu xóm. Đến nay thì nước cạn đến đâu thì chúng tôi đã dọn sạch sẽ vệ sinh, chỉ đạo trạm y tế phun thuốc khử trùng cho địa bàn, các trường học, khu dân cư, các cái trang trại thì chăn nuôi thì cũng đã giao cho các bộ phận thú y, các bộ phận chuyên môn tham mưu để thực hiện và khắc phục những cái trang trại trước đây ngập thì bây giờ đã cho lại đàn gia súc gia cầm trả lại chuồng.